Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Trường Âm Nhạc Adam Music. Và trong video thứ hai này, chúng ta sẽ cùng với nhau tập luyện trên một cái bài tập giúp cho các bạn có thể hát được những cái nốt nhạc khá là liền lạc với nhau. Và chúng ta hãy cùng với nhau tập luyện trên quãng giọng của Nam trước nha. Ma 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 ma. Vừa rồi là phần bài tập cho quãng giọng của nam, còn bây giờ sẽ là cái quãng giọng của nữ. Chúng ta cùng tập nhé. Ma 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 ma. Hy vọng rằng với bài tập vừa rồi, các bạn đã có thêm một công cụ nữa để giúp cho giọng hát của mình tốt hơn. Nếu các bạn thấy video này hay, hãy chia sẻ tới bạn bè của mình. Và nếu các bạn thích Trường Âm Nhạc Adam Music, hãy bấm subscribe kênh YouTube này và hãy giới thiệu cho bạn bè. Như vậy là chúng ta đã cùng với nhau đi qua một cái bài tập luyện thanh khá là hay và giúp cho các bạn có thể có được một cái giọng hát rất là liền lạc. Các bạn hãy ráng dành thời gian tập luyện trên cái bài tập này nha. Và nếu như các bạn thấy hay, hãy chia sẻ video này tới bạn bè của mình và nhớ bấm subscribe kênh YouTube Trường Âm Nhạc Adam Music nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Bye bye.